Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay đến một cái địa điểm rất là đặc biệt để chống nắng ha. Sẵn ăn lễ 30 tháng 4 luôn. Rồi quý ơi, thấy chỗ này như thế nào? Câu cá. Rồi, có mập, có anh Bảo ha. Để lại đi sửa rồi cho. Để lại đi chú. Không có bán rồi. Có bán đầy đủ sao? Chưa? Trời nắng quá. Đi ở đây nha. Ừ. Thì tối ngày cứ vậy hoài. Rồi thấy cái hồ rất là lớn này. Đó. Dưới bắt đầu người ta câu rất là nhiều ha. Đi vô đi, vô kiếm chỗ ngồi đi. Câu cá vui lắm. Cái này thì chắc đi trễ là không có bàn luôn. À, vô đây thì thấy mát ha. Quạt nhiều ha. À, Bảo đang kiếm chỗ ngồi mọi người. Kiếm chỗ ngồi hả? Có không? Có, vậy để người ta xếp chỗ. Xếp chỗ gần hồ với mình câu luôn. Còn không có câu thì dễ rồi, câu ngồi ở đâu cũng được. Xếp giống vậy nè. Chưa biết ai câu nữa. Thôi đỡ ở đây hả? Bạn dài xuống hay gì? Ờ. À, giờ để chủ quán làm các bạn ngồi. Cái hồ này xô muốn cầm xuống được không mọi người? Sâu không? Mướn cần ngồi câu chơi thôi, còn chủ yếu là ngồi chơi. Ừ. Lát hồi tụi em đóng phim nha. Tụi em bắt đầu đẩy mon cầm xuống cái hồ này, mọi người thấy vậy được không? Cho comment lên ý kiến rồi. Đó, bạn cũng muốn tắm dữ lắm rồi, nóng lắm rồi. Đây ta câu theo giờ, bán người ta, ta không được, ta chửi bạn. Ủa câu giờ hả? Ừ. Tiếng người ta 120 á. Tiếng sau 100, tiếng sau 80 ngàn là thuê cái cơn cầu là... Cầu nhiều lấy nhiều à. Ông dành câu đi, câu tính giờ đó, câu cho mọi người ăn. Nhớ câu nhiều nhiều nha, để lỗ vốn á. Tiếng là 120 đó. Đó, rất là nhiều gia đình đi theo cái dạng gia đình đó, ngồi xung quanh hồ câu. Nay trải nghiệm câu tôm như thế nào ha, cảm giác như thế nào? Thường thường có câu tôm lần nào chưa? Câu nhiều lần rồi. À, câu tôm nó sướng hơn câu cá thì sao? Câu cá khoái hơn. Dạ hả? Câu cá cảm giác hơn. Cá nó giật giật hơn hả? Đúng rồi. Mấy cái hồ cái nước nó trong mình xuống thấy con tôm ở đâu luôn, dễ câu lắm. Rồi, đúng rồi. Rồi lại coi thử cái hồ nó như thế nào hả? Đâu có bắt hoài gì đâu. Mấy nãy giờ ai để gì câu cũng đâu có bắt được gì đâu. Đầy sủi oxy để nuôi tôm. Một tầng ở dưới mình ăn nè, nghe. Vui lòng không rê không rà là sao? Kéo cần nó ghê chứ nè. À không dành móc cho tôm vô á. Quá trời người câu luôn ha. Bây giờ hiện tại giờ Hương Trần không thấy con tôm nào luôn. Ê đó dính kìa.
bự lắm, trầm càng bự lắm, tiếng trầm hài nha mọi người. Không biết cái vỏ của chú này bao nhiêu con tôm rồi, câu cũ á đó, họ dở cái vỏ lên rồi mới biết là bao nhiêu con tôm. Trọng dở vỏ lên luôn không hả? Thế nào á, bỏ con tôm vô cũng phải dở vỏ à, nó kẹp cái càng kìa, nó kẹp cái càng cho đồ ăn á. Mồi sát lại xíu cho mọi người xem, mồi là mồi gì không biết, thịt bò quá, chắc thịt gì nè. Đó, con tôm càng bự ghê không ấy, tôm bự như dưới đợi bự nha Bảo, cái nhỏ đâu nè, bự ghê đó. Đó, còn nhảy là đập luôn rồi. Sáng giờ câu được mấy con à chú? Mới vô câu à. Mới vô câu à. Mới được con đầu tiên luôn à. Ừ. Ở đây bạn ngồi bên đây. Đây quạt máy cũng mát mẻ chứ không đến nỗi nóng nực ha. Ai có cái vỏ là dính rồi đó. Phụ nữ câu cũng được luôn nha. Đây phụ nữ cũng câu luôn rồi. Ở đâu có một cầm là ở đó có anh Bảo nha. Ủa thiếu ghế hay vậy? Phải thêm cái ghế nữa cầm. Còn ai chưa ngồi? Đây sâu rồi. Một tiếng đầu của mình là 120, tiếng sau 101, tiếng sau 100, tiếng cách một tiếng là giảm 10 ngàn. Còn câu được tôm là mình lấy luôn phải không? Dạ đúng rồi, lấy lại hoặc có thể là bán lại. À, bán lại cho hồ hoặc là lấy. Mua lại nhiêu ký em? Dạ 180 ký. Mua lại 180 ký. Còn ở đây ví dụ mà mình muốn ăn tôm thì em bán bao nhiêu ký? Dạ nếu mà làm luôn á thì 500 ngàn, 500 ngàn làm với món ăn là món ăn cũng tổng khoảng 500 anh. Còn nếu mà mình mua 180 mình bán là 500 được hả? Tại vì gia công này kia đó anh. Còn nếu mà anh có tôm sẵn á, bên em gia công cũng có dài khoảng 100 ngàn đổ lại thôi. Nếu mà anh có tôm sẵn á thí dụ anh ra ngoài anh mua, nếu mà em nói có tôm sẵn ra ngoài mua đem vô được không? Thì không biết rồi chứ em cũng biết nữa. Tôm sẵn tất nhiên là mình phải mua rồi chứ không lẽ là mình đi bắt rồi. Không, tại ý là đang nói là khách hàng đây còn tôm của mình gửi lại á, xong lấy tôm của đó kêu bên đầu bếp gia công này thôi. Thì câu một cần ha. Câu trước một cần đi. Không cần tính. Thử ăn uống kia cho đừng ăn uống kia. Đâu cái menu rồi em. Thì cho Sáu ra đây ngồi đi cho mập của đó câu đi. Thôi được rồi, ngồi đi đó. Ở bên kia giật ra qua mà nó hụt ha. Đó, nguyên đại gia đình đi ăn ngồi thoáng mát. Đây có tổ chức birthday luôn luôn nè. Vậy sao em? Anh có thể mua đồ ngoài vô. À. Bên em chỉ tính tiền gia công thôi. À bà Bảo, mua ngoài đồ vô được luôn kìa. Ở đây tính tiền gia công thôi. Có nghĩa là mua tôm mua đồ gì ngoài được, ở đây tính tiền gia công thôi. Quan trọng là đâu cần phải ăn tôm đâu, ăn có mấy mét cũng được mà. Rồi, để anh coi, ok. Đây menu rồi mọi người. Gỏi 90% ha. Gỏi 90% nè. Cua heo 120. Món đi. Món nè, gỏi có 99 là 100 ngàn nè. Rồi vú heo thì 120. Để dò ăn đi. Để dò dễ nhận. Mực thì 120 luôn. Ghẹ thì theo từ giá. Củ măng thì cũng giá cũng. Cái
quán nhậu không? Quán nhậu thôi, quán nhân với quán nhậu. Cái tôm nó bắn. Ai mốt mình nếu mà biết đi đây á là mua thành sẵn tôm ngoài chợ về vô cho người ta chế biến. Chế biến thì mua là có nè, ở đây có mấy chỗ hải sản nè. Chợ ở đây á hả? Ừ. Hay dữ rồi trời. Đây nè, tôm nè. Chế biến nè, tôm kho tàu nè. 48 500 nè. Bò cá thép cũng được tại vì tôm mình đang làm lúa thì nó hơi. Ừ. Tại tượng nó 220 bằng là bên 38. Tại tượng 220. Em lấy gì ạ? Ừ, anh bảo anh coi anh nói giá cũng ok cũng vừa phải ha. Bên em cần lên cho anh đặt câu đi. Quay mà. Anh này cũng hay nè, anh câu tại chỗ mà. Mấy con tôm nó hay ra mấy cái chỗ mà có bong bóng á. Đúng không? Thậu xì đúng không? Đúng rồi, nó ra mấy chỗ có bong bóng á. Quay rồi. Ở câu ở đó đó. Ông nói ông mới vô câu mà ông câu được con tôm rồi đó. Lấy được cũng gần tôm bự á, tôm đó cũng có hai lần rưỡi, có hai lạng hai lần rưỡi đợi cần ra mà đó được em hả? Ừ, bảo đi mua đi, bảo ăn gì mua đi, nó chế biến thôi. Đây có mấy hồ bên đây ha. Để câu ăn được. Không đâu. Ủa, gọi ai đi chợ đi, kêu cơm đồ ăn đi vậy. Tới giờ cơm rồi em kêu cơm đồ ăn. Đi dịch nấu chao không? Giờ em kêu trước một hai món đi. Ăn gì no đi, rồi xong rồi mấy cái kia kêu sao cũng được. Thiếu rồi bắt đầu kêu thêm vô. Cơm chiên nha. Đây. Ờ, cơm chiên gì đi. Đây, cái cần đem ra mọi người. Lọc cám cái cần. Đây cho mồi luôn ha. Đó, mồi. Thịt bò nhỏ nhỏ. Ủa cái ống đó làm gì em? Dạ, đo nước anh. Đo lưỡi. Đo à. Cơm cái lưỡi á. À, phải làm cái lưỡi nghiêm chỉnh rồi đó. Đo nước rồi để cái lưỡi nó xuống cái tầng nào á để cho tôm nó dễ dính đúng không em? Đúng rồi. Có nghĩa là mình đo cái lưỡi nó vừa chạm tới cái mặt hồ luôn. À. Dạ nó mồi vô em nhanh. Rồi, rồi nó cần hả? Chị con chiều đó. Ba câu rồi. Giờ câu đâu. Rồi đợi anh mập câu có tôm rồi bắt đầu mới chế biến món ăn ha. Coi thử tình hình như thế nào. Vợ trong chắc kêu cơm ra ăn trước rồi đợi mập. Ê, cái gì dính nữa kìa mọi người. Đó, dính rồi. Tôm đó chắc cũng lặn máy hai lạng. Rồi ở bên kia cũng dính luôn kìa. Đó, sát bên cũng dính luôn kìa. Rồi, hy vọng là anh mập gặp nhiều may mắn nha. Câu có tôm mà cho nhóm chế biến món ăn rồi. Đó, hai bên đều dính hết đó. Cái chị áo trắng với cái chị áo hồng á. Chị áo hồng đang gỡ tôm ra. Rồi, ngày lễ hơn trần chúc tất cả mọi người xem clip vui vẻ. À, chúc lễ vui vẻ ha, bình an. À, hẹn gặp lại mọi người clip sau nha. À, giờ đợi coi anh mập anh câu tôm có dính thế nào không, chế biến món ăn mọi người ơi.